Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng C hatchback nhập khẩu. Đó chính là chiếc xe Hyundai i30. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở xe Hyundai i30 này nó có phiên bản thiếu và phiên bản đủ. Phiên bản thiếu là Hyundai i30 thường và phiên bản Hyundai i30 CVK. Hyundai i30 CVK là cái phiên bản đủ. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đây ạ, là một chiếc xe Hyundai i30 CVK. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc xe đã lăn bánh được 8.9 km rồi quý vị và các bạn nhé. Và ở cái phiên bản Hyundai i30 CVK này là cái phiên bản đủ, xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh, đè nổ start top, cửa nóc, giá nóc, gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương và đặc biệt là cái đèn pha đệ, đèn pha bi xenon, đèn gầm đầy đủ các option rồi. Và nhìn về cái phần bên ngoài thì quý vị và các bạn thấy được là ở cái phiên bản i30 thường nó khác với cái phiên bản i30 CVK. Ví dụ như là phiên bản i30 thường thì nó không có la răng 5 chấu kép chrome và không có giá nóc, còn ở cái phiên bản i30 CVK này thì nó đã có giá nóc này, là răng đúc 5 chấu mạ chrome này rồi quý bạn nhé. Đấy là cái phân biệt cái phần bên ngoài, đi qua nhìn bên ngoài thì chúng ta thấy được như thế. Còn ở cái phần bên trong thì là vào thì quý bạn thấy được là nó khác, là nó có khóa thông minh đè nổ này và có ghế da này, điều hòa tự động và tất cả các nút bấm từ cửa gió điều hòa đến chốt cửa là bằng chrome ạ, rất là sáng, rất là đẹp. Trang bị camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ rồi quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và bạn, với chiếc xe Hyundai i30 CVK 2009 này, chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, thứ ba là keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 308 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai i30 CVK này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai i30 CVK 2009 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai i30 CVK nhập khẩu sản xuất năm 2009 biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thank you.